Thưa ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Kính thưa quý vị lãnh đạo sở ban ngành trung ương và địa phương. Kính thưa đại diện ban giám hiệu các trường đại học, các trường trung học phổ thông cùng quý doanh nghiệp. Thưa quý thầy cô và hơn 3.000 tân sinh viên thân quý của trường Đại học Đông Á chúng ta hôm nay. Sự nghiệp trồng người là nhiệm vụ lớn lao của toàn đảng, toàn chính quyền thành phố. Vào mùa khai trường, chúng ta cùng có mặt tại nơi đây hân hoan chào đón một thế hệ thanh xuân. Họ là những người sẽ kế thừa và gánh vác thay chúng ta trong tương lai. Cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chào mừng cùng lời chúc sức khỏe và thành công. Đối với các em sinh viên, hôm nay tôi đi học không còn như ngày thơ bé, nhưng chắc hẳn lòng các em vẫn náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Nên thầy cô đưa các em đến đây để tận mắt nhìn thấy sảnh đường hình tròn lớn như một vòm trời cao rộng, thênh thang của tuổi trẻ, của ước mơ, khát vọng. Trong không gian này, chúng ta cùng xây giấc mơ trí tuệ. Cứ mỗi tháng được xem là một bước thì dặm dò hơn 40 bậc thang năng lực để đủ tri thức, bản lĩnh, đủ kỹ năng giải quyết các vấn đề trong chuyên môn, trong cuộc sống và hội nhập thế giới. Có nghĩa là hơn 3.000 tân sinh viên hôm nay đã gieo trồng tương lai cho mình thành công. Trong không khí tươi mới này, cô chia sẻ với các em một điều, các em là ai, và kể một câu chuyện về ngôi trường của các em, để chúng ta cùng nhau xác định chúng ta cần phải làm gì mỗi điều không quá 5 phút. Các em nhé. Các em là những thanh niên 18 đôi mươi, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Vừa đi qua một chặng đường dài, qua cánh cổng trường trung học phổ thông để đến với giảng đường đại học, đến với ngôi nhà chung Đại học Đông Á chúng ta từ 42 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, hai thành phố nơi trường tọa lạc là thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam là nơi có số sinh viên theo học nhiều nhất, tiếp đến là các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đặc biệt, có nhiều sinh viên về từ 14 tỉnh thành xa xôi phía Bắc như Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, từ phía Nam như Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre. Có 5,1% các em đến từ đồng bào các dân tộc. Các em yên tâm, thầy cô luôn hỗ trợ các em. Các em cùng về đây đem theo những ước mơ khát vọng bao la, đem theo những tiềm năng vô bờ. Đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt tại Cung Văn hóa Tuyên Sơn với bầu trời rộng mở, thỏa trí tưởng tượng cho bao nhiêu là con đường đi đến thành công, dựng xây tương lai của mỗi người chúng ta. Đại học là không gian với tinh thần rộng mở, khoáng đạt, dẫn lối con người phụng dưỡng thiên nhiên, phụng sự xã hội. Thay mặt thầy cô xin chúc mừng tất cả các em đã đạt thành tích xuất sắc trong bậc học trung học vừa qua và cuộc thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, và sự mạnh mẽ bắt đầu cuộc sống tự lập. Đó cũng là niềm tự hào của các bậc sinh thành. Trong số hơn 3.000 tân sinh viên có mặt tại khán đường Đại học Đông Á chúng ta hôm nay, có 1.586 em đạt kết quả học bạ ở năm lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 8 điểm, có 144 em đạt kết quả 10 điểm, có 818 sinh viên đạt kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia lớn hơn
19 điểm. Có nhiều em đạt từ 27 điểm, 26 điểm, chiếm tổng số trên 80% sinh viên có chất lượng đầu vào cao. Có 13% sinh viên có điểm đầu vào 17 điểm và 7% sinh viên có điểm đầu vào lớn hơn hoặc bằng 15 điểm. Các em thật xứng đáng được tuyên dương, toàn thể thầy cô giáo và nhất là quý bậc sinh thành hãnh diện chúc mừng các em đã nỗ lực đạt được kết quả xuất sắc này. Giờ đây, quãng đường các em đi không chỉ tính bằng km mà tính bằng những bài kiểm tra, bằng từng cuốn sách, bằng từng giờ học miệt mài, bằng thành tích học tập, năng lực đầu ra, bằng sự nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ. Môi trường mà các em giao tiếp là giọng chuẩn, thay giọng địa phương. Nguyên tắc chúng ta cùng chung sống và phát triển là bộ 22 tiêu chí văn hóa Đại học Đông Á. Học là phải ghi chép. Các em sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, hướng đến tương lai nhé các em. Bây giờ một chút về ngôi trường của các em. Trường của các em là một ngôi trường đẹp, chỉnh chu nằm trong thành phố đẹp. Trường vừa được thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc đại diện cho khối các trường đại học trong toàn thành phố về đổi mới toàn diện giáo dục giai đoạn 10 năm 2012-2022 theo nghị quyết 29 của Bộ Chính trị vào ngày 27 tháng 7 năm 22 vừa qua, theo hướng xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Định hướng thực học, thực nghiệp tại nghị quyết là chất lượng thực, cũng như không được phép hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong thi cử, vì sẽ dẫn đến tiền sẽ bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán, bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của các bác sĩ, công lý sẽ bị mất trong tay các thẩm phán, các tòa nhà sẽ sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục ấy, và quốc gia ấy sẽ bị phá hủy. Đó là lời từ Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Nên thầy cô và toàn thể các em sinh viên khắc sâu điều này. Cũng ngày 31 tháng 8 này, trường các em được Hội đồng đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc gia đánh giá là trường có nhiều sáng tạo đổi mới, là trường có nhiều sinh viên đi học và làm việc ở nước ngoài nhất trong các trường họ đã đánh giá. Đầu tư kiến thức, phát triển năng lực bản thân, chuyên môn nghề nghiệp, tạo dựng con đường thành công, đó là sứ mệnh của trường Đại học Đông Á mà các em cùng theo đuổi. Đã có rất nhiều sinh viên đạt được giải các cuộc thi nghiên cứu khoa học, các giải sáng tạo khởi nghiệp. Rất nhiều sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đặc biệt đã có hơn 436 sinh viên đã và đang thực tập và làm việc tại Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore. Hội nhập quốc tế, đào tạo công dân toàn cầu là xu hướng chung của các trường đại học trên thế giới. Trường chúng ta đã có 4 khoa chuyên ngữ, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung cho các em lựa chọn một ngôn ngữ theo học. Nói về tầm quan trọng của ngoại ngữ, các em hẳn biết hai bạn cùng lớp, cùng ngày sinh, nhưng bạn giỏi ngoại ngữ, chắc chắn tương lai sẽ tươi sáng hơn. Cũng nhằm để chuẩn bị sẵn sàng cho hàng ngàn cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài đang chờ đợi tân sinh viên K23 và các sinh viên các khóa của trường. Trường ta cũng đã hợp tác với 8 tỉnh và thành phố và hơn 80 tập đoàn doanh nghiệp tại Nhật, tổ chức 9 lễ hội giao lưu văn hóa thường niên Việt-Nhật, 2 lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn, nhiều chương trình giao lưu học thuật, trao đổi văn hóa sôi nổi cùng các trường đại học, viện nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Pháp, New Zealand, Nhật, Hàn, Đài Loan, v.v. để sinh viên có thêm nhiều cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác và phát triển. Những con người trong ngôi trường của Đại học Đông Á của chúng ta rất đổi dung dị, nhưng thật đáng tự hào.
đang miệt mài từng ngày làm nên diện mạo ngôi trường đẹp, trong đó có sinh viên. Các thầy cô giáo vô cùng trách nhiệm và nhiệt tình hướng dẫn, coi sinh viên là trung tâm của việc giảng dạy và học tập. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Mỗi cán bộ nhân viên làm việc tận tụy, trách nhiệm, lịch sự trong văn hóa giao tiếp. Mỗi sinh viên đều phấn đấu học tập từng ngày để vượt lên chính mình. Về điều này, cô và các em dành một tràng pháo tay thật kính trọng cho thầy cô mình. Cảm ơn các em. Những bài học giá trị về lòng trách nhiệm, về hiếu đạo, về 22 tiêu chí văn hóa của Đại học Đông Á mà các em đã học sáng nay với người thầy nổi tiếng, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Các em sẽ rèn luyện kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21, trong đó có ngoại ngữ, học phương pháp nghiên cứu khoa học, học cách khởi nghiệp, phương pháp giải quyết vấn đề để giải quyết các vấn đề trong chuyên môn và cuộc sống để phát triển nghề nghiệp một cách sáng tạo. Có một điều, với tư cách là hiệu trưởng, cô phải nói với các em rằng mọi sự đưa các em đến hôm nay và cả 4 năm tới đều nhờ công lao, tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ của Bậc Sinh Thành, người đã đặt không biết bao nhiêu niềm tin và hy vọng vào các em. Nên qua buổi đầu mới mẻ hôm nay, các em xác định được con đường và ưu tiên thời gian đầu tư kiến thức, chinh phục bản thân để tạ thâm ân nghĩa trọng. Sau nữa là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Không có quốc gia nào thịnh vượng mà dựa vào những người vô trách nhiệm. Không có cộng đồng nào hạnh phúc mà dựa vào những người thờ ơ. Chính nhờ sự đóng góp của mọi người, kể cả các em, mà chất lượng cuộc sống của các thế hệ, các em và thế hệ sau này mới được nâng cao. Các em biết đấy, giá trị trách nhiệm với cộng đồng đã trở thành văn hóa của ngôi trường các em, nên hệ quê hương có biến cố là sinh viên trường Đại học Đông Á chúng ta có mặt. Nên ngay từ những ngày đầu, từ những năm 2006, khi Bảo Chân Chu và Sang Sen đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Đại học Đông Á chúng ta là trường duy nhất cấp học bổng toàn phần cho tất cả con em của các nạn nhân trong bão Sang Sen. Ngay trong Covid đây thôi, sinh viên với 100 ngày đêm trên và dưới chân đèo Hải Vân để sửa chữa hơn 3.000 lượt xe máy giúp bà con miền Nam về quê phía Bắc tránh dịch. Câu lạc bộ ngân hàng máu sống ODA từ nhiều năm qua với 36 ngày hội hiến máu cho đi tổng cộng 13.063 đơn vị máu và 1.364 đơn vị máu hiếm hiến trực tiếp. Khi có bệnh nhân hiểm nghèo cần máu hiếm là có sinh viên trường Đại học Đông Á. Sống, trách nhiệm là văn hóa của con người Đại học Đông Á. Các em là sinh viên Đại học Đông Á sẽ kế thừa, thực hiện và nâng niu những giá trị này. Cảm ơn các em. Sau cùng, không có gì bằng sự học, sống tử tế và trách nhiệm. Không có gì thay được việc học thông qua ngọn đèn và trang sách. Không thể không học, không chịu khó tiếp cận doanh nghiệp thực tiễn mà mong chuyên nghiệp. Không thể thành công mà không thức khuya dậy sớm. Không thể khát khao hội nhập mà không dành thời gian cho việc học ngoại ngữ, nhất là trong 2 năm đầu ở giảng đường đại học. Không thể học ít mà mong đợi điểm cao. Không thể không gieo trồng mà mong gặt hái. Tất cả tài nguyên là hữu hạn, chỉ có tri thức mới là vô hạn, mà chỉ phụ thuộc mỗi ý chí của chúng ta, của các em mà thôi. Nên hôm nay chúng ta nguyện một chương trình hành động vậy nhé các em. Thưa toàn thể quý vị, đồng hành với chúng ta hôm nay là quý bậc phụ huynh đáng kính. Chúng tôi đau đáu để đem đến một tinh thần giáo dục hướng thiện, đào tạo con người nhân lễ nghĩa trí tín, đào tạo một thế hệ sinh viên có bản lĩnh, hội nhập, có tri thức, đạo đức. Tuy nhiên, trên con đường gian nan ấy, rất cần sự hợp tác
chia sẻ, ủng hộ từ quý vị, đảm bảo cho con em có một sức khỏe tốt, đầy đủ dụng cụ học tập để các em học. Mong chờ sự hướng dẫn, động viên giúp đỡ các em học tập một cách nghiêm túc, chăm chỉ để thành công. Nhân sự kiện lễ khai giảng hôm nay, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt đến chính quyền thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các sở ban ngành thành phố, các trường trung học phổ thông cùng sự đồng hành hợp tác từ phía các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản đã hỗ trợ chúng tôi trong việc trao học bổng cho sinh viên. Tôi trân trọng sự nỗ lực của từng thầy cô trong ban giám hiệu, từng thầy cô nhà trường và cán bộ anh em ở phòng ban đã tổ chức từ A đến Z tại công Tuyên Sơn này và chạy đua để kịp về đích cho sự kiện lễ khai giảng long trọng của các em hôm nay. Bài phát biểu của cô đã qua 10 phút rồi. Bây giờ cô xin mượn lời bài hát của một nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Duy để tặng các con trai, con gái. Đó là bài Tuổi Mộng Mơ. Em ước mơ mơ gì tuổi 15, tuổi 16? Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người. Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi, thật đẹp thay giấc mơ ngoan. Thay mặt thầy cô, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học mới 2023-2024. Xin trân trọng cảm ơn nhà giáo tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào.